con gì đi trai? Con bò cứng. Bò cứng à? Con bò cứng đó bò. Con bò này là con bò hung đó. Bò hung. Ồ, con bò hung ghê không? Ồ, cái chân của nó kìa mỏng ghê ghê không? Bò, bò. Thôi sao? Cái đuôi kìa bò. Đâu cái đuôi đâu? Cái đuôi đây nè. Đâu, con bò làm gì có đuôi? Cái này. Thấy không? Cái này là con bò cứng. Thấy không? Càng che tối là nó bò, nó định hướng cái chỗ tối. Ôi, bò. Đâu, ơi. Cái gì? Ồ, nó bò đi đâu rồi? Nó bò đi đi nhà của bố. À, nó bò vô nhà hả? Nó bò đi nhà đi kìa mẹ. Ồ. Đuổi nó ra đi. Ôi trời ơi, nó bò sắp bò vô tay rồi. Con kêu quát nó ra ngoài đi. Bò kêu bò. Bò đi ra ngoài. Bò đi ngoài đi. Ừ, đúng rồi, bò đi ra ngoài đi. Bò đi ngoài không được không chạy nha. Ừ, không được đi vào nhà nha. Đi ra nhà đi ra ngoài đi. Ai cho vô nhà? Không cho vô nhà đâu. Có cho con bò vô nhà không trai? Bò đi vô nhà con đi kìa mẹ đi. À đi bò vô nhà hả? Bò vô nhà đi kìa mẹ. Đi tìm mẹ hả? Bò vô nhà đi kìa mẹ. Bò vô nhà đi tìm mẹ hả? Mẹ nó làm gì có ở đây mà nó vô? Đi đi. Đi chỗ ai đi con đi. Ừ, ra ngoài đi. Con đi. Xong rồi nó bò đi đâu rồi? Nó bò đi nữa. Thấy nhỉ, nó bò đi đấy. Trời ơi. Ghê không? Ôi bò. Nó chạy trốn nè. Ừ, thấy cái chân của nó ghê không? Bò nó chạy tới kia kìa. Đấy đấy, bắt đầu nó đang chỉnh hướng đấy, thấy chưa? Ghê không? Nó chỉnh đúng cái hướng tối nó đi ghê không? Thấy không? Đâu phải là bùa, nó chỉnh đúng hướng này nó núp á. Nó núp á. Nó kìa bố, nó ngát kìa. Nó núp á, nó núp á, nó tính núp lùm á. Bố, nó ngát kìa bố. Nó ngát. Ngã hả? Ngã đâu? Ngã xuống đất không? Ồ ghê không? Ồ. Đây là con bọ hung á. Con không phải con bọ hung. Không phải á, đây con bọ hung. Ừ, đúng rồi. Ờ, con bọ hung đó. Đây này con bọ hung. Cái này nè, có một con cốc. Cái gì? Một con cốc to. Bọ hung. Chưa, cái thịa. Wow, thấy chưa? Thấy con bọ hung chưa? Đặt nửa nó lên chưa? Thằng ăn thịa đá nữa. Ừ. Wow, bọ nó ngã kìa. Ờ, đâu nó ngã nè hả? Đấy. Nó ngã đâu á? Ờ, ôi trời, nó quay tròn luôn. Ghê không? Ghê không? Nó quay sổ số luôn. Ghê không à? Hai cái mắt của nó nè. Hai cái mắt của nó đỏ nè, thấy không? Bố, cái chân kìa bố. Cái chân kìa nó mấy. Nó có mấy cái chân? Trai đếm cho mấy cái chân. Mấy cái chân á. Trai đếm cho con bọ này mấy cái chân. Một. Hai. Ba. Ba. 4 5 6 6 cái chân. Đúng rồi, chính xác, con bò có 6 cái chân. Đếm lại xem đúng không? Kiểm tra này con bò đúng cái chân không? 6 cái chân không? 1 2 3 4 5 6. Ờ, đúng 6 cái chân luôn. Bò cái bún kìa bò. À. Cái bún kìa. Cái gì? Cái bún kìa. Ừ. Nè bố, cái bún nè. Bọ nó có hai cái dâu. Ghê không? Ý, ghê không? Nút nắc, nút nắc kìa, ghê không? Nút nắc ghê không? Nút nắc kìa. Ừ, nó nút nắc đó, thấy không? Nó nút nắc nó đung đưa đấy, nó ngủ. Ôi. Thấy cái giống cái thuyền không? Con bọ thuyền đó. Nó giống cái thuyền không? Giống y chang cái thuyền luôn, đúng rồi, giống y chang cái thuyền luôn. Bó cái chim. Ừ, đúng rồi, giống y chang cái thuyền luôn. Ô, nó dụi mặt nó kìa. Giống y chang cái thuyền luôn, thấy không? Ôi, đủ, nó dậy. Cho nó dậy đi. Dậy đây. Nó ngủ rồi, nó dậy rồi. Nó ngủ à? Nó ngủ rồi. Nó ngủ. Nó ngủ chưa? Ấy, dầu nó vẫn còn hoạt động kìa.
nó đang định hướng để nó bò tiếp đó, thấy chưa, bắt đầu đấy, nó đang nhòm đấy, đã đang chuẩn bị xuất phát rồi đó. À, bắt đầu đấy, đấy, thấy chưa, đấy. Con bọ tấn công á. Ừ, con bọ nó tấn công á. Chai xuống đây để cho nó tấn công đi. Tấn công bà cô. Chai để cho nó tấn công đi. Gọi con kiến cảnh sát đi. Ừ. Gọi con kiến cảnh sát hả? Đúng rồi, con kiến cảnh sát đến đây nó bắt nó tha về tổ, nó chén hết luôn. Này. Ừ. Nó bò kìa bò, nó bò kìa. Đúng rồi. Con bò này nó con bò gì trai? Con bò cứng. À. Con bò cánh cứng hay con này? Con bò hung. Con bò hung mà. À đúng rồi. Cái bò cánh cứng là cùng một loài với nhau, nhưng mà con này là tên là con bò hung. Cái con bò hung này nó không có sừng, người thấy chưa? Bữa hôm là bố mới trai xem con bò kia là con bò tê giác, nó có sừng giống con tê giác, thấy không? Con tê giác hả? Ừ, con bò này là con bò hung á, ghê không? Ấy. Ấy, bắt đầu ơi, nó đang tiến công, nó đang tiến về chỗ chị Vi rồi, bắt đầu nhanh lên. Khẩn trương lên, cấp tốc lên, tăng tốc. Tăng tốc. Ừ, tăng tốc. Đúng rồi, tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Đúng. Ăn hết quả mọc này con đi ra ngoài. Là con đi rồi, con bỏ đi. Ừ. Con đi vô nhà. Con đi kìa mẹ bố. Con kêu con bò ra ngoài đi. Con ra ngoài hả? Con quát con bò ra ngoài đi. Con bảo bò đi ra ngoài. Đi ngoài đi bò. À đúng rồi. Không đi nhà. À đúng rồi, không được đi vô nhà nha. Đi vô nhà nó đánh đòn á. Nghe chưa? Bảo thế. Đấy, nó đang đi ra ngoài đấy. Đúng rồi. Nó đang đi ngoài kia. Ừ, đúng rồi, mắng nó đi ra ngoài đó. Thấy không? Trai thấy không? Mắng nó là nó đi ra ngoài đấy, thấy không trai? Thấy không? Đi nhanh lên, đi. Khẩn trương lên. Nhanh lên. Đi ra ngoài đi. À, đúng rồi, không được đi vô nhà nha. Đi vô nhà là đánh đít nha. À, đúng rồi. Đi về nhà ăn cơm đây. Về nhà ăn cháo đây. Về nhà uống sữa đây. Không được đi vào trong nhà. Con đi vô nhà trong nhà. À đi vô trong nhà là hư đó. Đi. À, hư là đánh đít đó. À đúng rồi. À, nó đi à. Nó nghe lời đó, nó nghe lời trai nó đi rồi đó, thấy chưa? Đi ra ngoài. Sao vậy? À, đi tìm mẹ hả? Đi tìm mẹ luôn. À, phải đi tìm mẹ đi. Đi tìm mẹ đi. Sau đi vào trong nhà là đánh đòn nha. Đánh đòn mẹ con nó. Nó đánh luôn. Ừ. Con ừ, đánh đít đấy. Đi đi. Đi. À, đi đi, nó đi đấy, đang đi ra ngoài. Đi. Bài bỏ đi. Bài nha. Con bỏ đi mẹ ơi. Ừ, con bỏ đi mẹ rồi đấy, nó lại quay về đây, nó lại đi về hướng chân của bố này, ghê quá. Thôi bye bỏ nha.